chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình em đến cho các bạn chủ đề, đó là ai đang stalk bạn, ai đang theo dõi bạn trên mạng xã hội. Đó, có thể là có rất là nhiều người đang stalk bạn, đang theo dõi bạn. Thế nhưng mà có thể là trong cái trải bài này sẽ nói về một vài người, một người hoặc một vài người nào đó mà khá là quan trọng chẳng hạn. Đó, và bạn được biết về cái sự việc mà cái người này họ đang stalk bạn, đang theo dõi bạn. Cái này thì nó giống như là kiểu giống như là sẽ có ai đó họ hay vào trang cá nhân của bạn, họ xem bạn đang như thế nào, họ là soi những cái comment hoặc là những cái bài đăng của bạn này kia các thứ chẳng hạn. Đó, thì ok, chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3, hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là ai đang stalk bạn, ai đang theo dõi bạn trên mạng xã hội nha. Mình sẽ cho các bạn một chút thời gian để các bạn lựa chọn nhé. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên, và đây là trải bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với cái câu hỏi ngày hôm nay thì chính là ai đang stalk bạn, ai đang theo dõi bạn trên mạng xã hội. Thì đối với tụ bài số 1 này, mình thấy có một cái nhân vật đang theo dõi bạn ở đây, đang stalk bạn trên mạng xã hội ở đây. Cái người này và bạn thì mình không quá rõ là giữa hai người là mối quan hệ gì. Bởi vì là kể cả trong tình yêu hay là trong mối quan hệ bạn bè thì cái tính chất của cái mối quan hệ này nó đều được có thể sẽ diễn ra. Mình sẽ mô tả một chút về người này nhá. Người này và bạn thì nhiều khả năng là cái người này đã gây ra một cái tổn thương nào đó cho các bạn. Có thể là họ đã lừa dối bạn, họ có những cái chuyện gì đấy đã khuất tất với bạn, đã lừa dối bạn gì đó ở đây. Và mình thấy rằng là cái người này có vẻ, cái người này và bạn ấy có vẻ là một mối quan hệ gì đấy tương đối là độc hại. Mình thấy cái người này cứ có xu hướng thích kiểm soát bạn, cho dù họ là người yêu của bạn hay là bạn bè của bạn, thì cái người này rất là thích bạn phải làm theo ý của họ, làm theo những cái gì mà họ đề ra, họ mong muốn. Đó, họ điều khiển, đó, họ rất là thích cái điều đó. Và mình thấy rằng là đôi lúc ý, là cái tính của cái người này họ như vậy. Nên là trong tất cả những cái mối quan hệ mà họ có thì họ đều mong muốn là mình nói cái này, nói cái kia thì người ta phải nghe mình 100%. Đó, nếu như mà người ta không nghe mình thì có nghĩa là người ta không thương mình hay là gì gì đó. Tức là họ có cái suy nghĩ như vậy. Nên mình cảm thấy bạn rất ngột ngạt trong mối quan hệ này. Và cái người này tìm mọi cách, đôi lúc có cái xu hướng ở đây là thao túng tâm lý. Họ tìm mọi cách để thao túng bạn, tìm mọi cách để giống như là khiến bạn và mong muốn cũng như là làm sao đấy để bạn chiều theo ý của họ. Có thể ban đầu vì yêu hoặc là vì bạn chơi với họ, bạn vui vẻ với họ, bạn bè á, nên là bạn cũng chiều theo ý của cái người này. Thế nhưng rồi mà càng dần dần bạn càng cảm thấy rất ngột ngạt ở trong mối quan hệ này. Và vì thế mình thấy rằng là có thể bạn đã chọn rời đi khỏi cái người này ở đây. Mình thấy là cái người này họ có thể là bạn cũng đã hy vọng rất là nhiều về việc là họ sẽ thay đổi, họ sẽ thôi cái việc là mong muốn kiểm soát bạn đi. Bởi vì là cho dù là tình yêu hay là cho dù là bạn bè đi chăng nữa thì cái người này có thể có xu hướng là can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bạn, không cho bạn một cái không gian riêng tư. Bạn đã rất là nhiều lần kiểu hy vọng hoặc tha thứ hoặc là gì đấy cho họ rồi, nhưng mà mỗi một lần như thế thì bạn lại chỉ có thêm cái sự thất vọng cho mình thôi. Cho nên đến cái thời điểm mà bạn rời đi là bạn đã vứt nốt những cái hy vọng cuối cùng về cái mối quan hệ này và về cái người này. Cho nên là bạn mới rời đi khỏi cái nhân vật này. Và thực sự là mặc dù mình không biết là bạn và họ chơi với nhau hoặc đến với nhau, yêu nhau trong vòng bao lâu, nhưng cái khoảng thời gian đấy nó đủ để làm cho bạn cảm thấy rất mệt mỏi, ngột ngạt. Có thể là cái người này ngoài những lúc họ muốn kiểm soát ra thì có thể là họ cũng khá là tốt đi, bạn đánh giá là tốt đi, ví dụ như họ cho bạn cái này cái kia đó, nhưng rồi khi mà nổi giận lên hoặc là họ kiểm soát bạn không được, họ sẽ nói rằng là tao cho mày cái này, tại sao mày không làm theo ý tao, kiểu đúng như vậy luôn, để thao túng bạn á. Thì dần dần cái điều đó nó vô hình khiến cho bạn cảm thấy rất là ngột ngạt, rất là mệt mỏi. Trường hợp khác là trong chuyện tình yêu, có thể người này ghen tuông vô cớ, kiểm soát bạn rất là nhiều, không cho bạn liên lạc, nói chuyện với bạn bè hay là với những cái người bạn khác giới của bạn. Đó, bên cạnh đó cái người này có thể là làm rất là nhiều những cái điều mà khuất tất đằng sau lưng bạn, nói dối bạn, thao túng bạn. Đó, thì mình thấy rằng là sau cái mối quan hệ này, mình thấy là bạn gặp khá là nhiều những cái chấn thương và khá là nhiều những cái tổn thương thông qua cái mối quan hệ này.
mặc dù có thể mối quan hệ này không kéo dài quá lâu, nhưng mà lại để lại cho bạn rất rất là nhiều những cái cảm xúc mệt mỏi hay là gì gì đó ở đây. Thì mình thấy rằng là bạn hiện tại đang trong quá trình phục hồi sau cái chấn thương này. Có thể có những lúc các bạn vẫn suy nghĩ về cái người này nhá. Bạn vẫn suy nghĩ, bạn vẫn có một cái gì đấy day dứt, bởi vì cái người này rất là giỏi trong cái cách, trong cái việc là khiến bạn là cái người có lỗi ở đây, tức là họ đổ lỗi cho bạn và khiến bạn cảm thấy là kiểu thao túng bạn ấy, khiến bạn kiểu giống như đôi khi không phải lỗi của bạn, nhưng mà bạn cũng cảm thấy hình như là lỗi của mình hay sao ấy, kiểu như thế, có xu hướng thao túng đổ lỗi ở đây. Thì mình thấy là hiện tại các bạn đang trong quá trình phục hồi lại bản thân của mình sau một cái khoảng thời gian khó khăn như vậy, được chưa? Tiếp theo nữa thì mình thấy được rằng là thậm chí có những bạn ở đây, các bạn đang phải giống như là đã phải trò chuyện với những người có kinh nghiệm hơn trong những cái câu chuyện này, hoặc là bạn phải tìm đến những chuyên gia, hoặc những bạn tìm đến những chuyên gia tâm lý luôn đó, hoặc là trò chuyện với những người nào mà họ có cái khả năng trong việc giải quyết những cái vấn đề của bạn hoặc cho bạn lời khuyên. Ví dụ như là những cái người họ nhiều trải nghiệm hơn bạn chẳng hạn đó, bạn phải tìm đến những cái người đó để từ từ tháo gỡ. Bởi vì thực ra cái người này hay ở cái chỗ là họ biết được bạn là cái người yếu đuối về mặt tâm lý, vì thế họ cứ đánh vào cái sự yếu đuối đó và họ cứ làm như là tất cả những cái tội lỗi ấy, tất cả mọi thứ ấy là tại bạn hết, và họ thì không có lỗi gì hết, họ thì là nạn nhân của mọi thứ thôi đó. Và mình thấy rằng là bạn dứt ra khỏi mối quan hệ này là đúng thôi, vì đây là cái cách mà bạn chọn bản thân của bạn. Còn nếu như bạn càng lún sâu trong cái mối quan hệ này ấy, bạn càng không mất đi cái sức mạnh của mình, mất đi cái việc là nhìn nhận rõ ràng về cái câu chuyện của mình là như thế nào đó. Và mình thấy rằng là người này chưa buông tha bạn đâu. Tại sao? Cái người này họ có một cái khao khát muốn kiểm soát người khác, và trong đó có bạn. Mình thấy cái người này vẫn đang stalk bạn trên mạng xã hội, họ vẫn đang theo dõi bạn, xem bạn đang như thế nào đó. Có thể đôi lúc ấy, bạn sẽ thấy cái người này đăng một vài những cái status hoặc là những cái gì đấy mang tính mỉa mai, và bạn đọc như kiểu đang nói bạn ấy đó. Thì cái tính của cái người này là như vậy, nên là mình thấy là người này hoàn toàn không lành mạnh để cho các bạn chơi, các bạn yêu hay là các bạn có giữ mối quan hệ với cái người này nhá. Nhưng mà rồi thi thoảng một thời gian nữa thôi, có thể rằng là họ nguôi ngoai cái đấy dần rồi, bắt đầu họ lại có xu hướng liên lạc lại với bạn, nhắn tin lại với bạn. Thì bạn sẽ kiểu cảm thấy càng ngày càng rõ ràng hơn về cái con người này là họ không nhất quán, lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Cái cảm xúc của họ nó rất là bấp bênh. Thật ra cái người này có thể có một cái vấn đề nào đó liên quan đến cái sự an toàn bên trong bản thân của họ. Họ luôn sợ mất đi tất cả mọi thứ, và vì thế mà họ tìm mọi cách để giữ mọi thứ ở lại, nhưng mà họ đang thực hiện một cách bằng một cái cách rất là sai đó. Cho nên ở đây chúng ta có lá bài là câu trả lời sẽ sớm đến với bạn thôi. Thì mình thấy là càng ngày bạn sẽ càng rõ hơn về cái mối quan hệ này, về cái con người này. Thậm chí cái người này sẽ còn nhắn tin hoặc là liên lạc gì đấy với bạn về giai đoạn sau này nữa đó. Nhưng mà có thể là cái lần này á, bởi vì bạn đã quá rõ về người này rồi, nên là bạn sẽ say no với họ. Bạn sẽ chọn cách để bảo vệ bản thân của mình. Ok, thì đấy là số 1, ta đến với số 2. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 2. Và đây là trải bài chung, chỉ biết vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là ai đang stalk bạn, ai đang theo dõi bạn trên mạng xã hội, thì cái tụ bài này á, nó sẽ là một cái tụ bài mà sẽ cần thời gian để chiêm nghiệm. Nó không phải là bạn sẽ biết ngay cái điều này đó, hay là cái điều này nó sẽ diễn ra ngay đâu. Bởi vì ở đây chúng ta có a year from now, nói về việc là từ nay đến một năm nữa thì mọi thứ nó mới sẽ rõ ràng hơn, nó mới dễ dàng hơn, nó mới sáng tỏ ra với các bạn mà. Rồi, cái câu chuyện là ai đang stalk bạn trên mạng xã hội, người này là người quen của bạn, người này là một người bạn cũ, có thể là một người bạn cũ, một người quen. Mình chỉ biết là cái người này đang có khoảng cách về mặt địa lý với bạn thôi. Họ ở xa bạn, họ ở xa bạn, và lúc trước thì có thể là bạn có, tức là hai người có biết nhá, có biết là có cái nhân vật này mặt mũi như thế này, có tồn tại trên cuộc đời này, trước kia mình cũng đã gặp qua một vài lần, kiểu như thế đó. Đó thì có thể là trong cái thời gian vừa qua, hay là bằng một cách tình cờ nào đó, họ đã tìm thấy cái thông tin của bạn chẳng hạn, hoặc là họ vô tình chú ý đến bạn chẳng hạn đó. Cho nên mình thấy rằng là cái người này họ thấy bạn có thể là đang chia sẻ những cái thứ gì đấy nó rất là thú vị, nó rất là hay, hay là nó rất là như thế nào đó, nên là họ mới tìm kiếm lại bạn, họ mới có một sự stalk bạn ở đây. Nhưng mình chỉ biết là cái người này có khoảng cách mặt địa lý với bạn nha, tức là họ có thể là họ ở xa bạn, hoặc là họ ở nước ngoài gì đó ở đây đó, có khoảng cách địa lý gì đó. Thì mình thấy được rằng là trước kia có thể các bạn chơi chung một nhóm này, hoặc là có đi chơi chung rồi chứ không phải là không, nhưng mà chơi là chơi với một nhóm nào đó.
đó, có bạn bè chung gì gì đó ở đây đó, thì mình thấy rằng là cái thật ra là cái mối quan hệ này này có thể là trong thời điểm tiếp theo nó sẽ có một cái sự khởi sắc của một cái sự bắt đầu nào đó, ví dụ như là họ sẽ có cái sự trao đổi nói chuyện với các bạn nhiều hơn trong giai đoạn tiếp theo. Có thể bây giờ bạn chưa biết người này là ai thì cứ chờ thêm đi, để tại vì mình nói rồi là bạn cần phải từ từ chiêm nghiệm thì nó mới đến được cái bởi vì cái mối quan bởi vì cái trải bài này này nó là bày ra cho mình về những cái điều mà nó sẽ xảy ra rất là xa ở phía sau nữa cơ đó. Thì sau khi có thể là tại vì mình không biết là các bạn đang đến đang đang có với nhau là cái mối quan hệ dạng như thế nào, bạn bè ở mức độ thân thiết mức độ như thế nào, nhưng mà mình thấy được rằng là có thể từ nay đến 1 năm nữa là cái khoảng thời gian các bạn sẽ xây dựng và phát triển cái mối quan hệ này, và có thể khoảng 1 năm nữa người này sẽ quay trở trở về cái nơi ở gần bạn chẳng hạn đó, và có thể hai người sẽ chọn bắt đầu với nhau một mối quan hệ tình cảm. Nói chung là cái người này thích bạn, người này và bạn sẽ thích nhau, nhưng mà ban đầu thì có thể là theo dõi nhau hoặc là đến với nhau chơi với nhau là vô tư thôi, chứ không phải là để yêu nhau hay là để một cái gì khác đâu, tức là vô tư thôi, đến với nhau một cách rất rất là vô tư nhé. Đến với nhau yêu nhau ban đầu á một cách gì đấy vô tư thôi, không có chủ đích là thích hay là gì hết, chỉ là những người bạn nói chuyện với nhau trò chuyện với nhau này cái các thứ thôi đó. Nhưng rồi cuối cùng giữa hai người lại có nảy sinh tình cảm gì đó với nhau. Ở đây chúng ta có the lover và true love, thì có thể đây là cái mối quan hệ mà các bạn đã giống như là định mệnh dành cho các bạn đó. Nhưng mà như mình nói rồi là a year from now, tức là từ nay đến 1 năm nữa thì những cái chuyện tiếp theo nó mới có thể xảy ra được. Có thể trong vòng từ nay đến 1 năm nữa các bạn bắt đầu tìm hiểu nhau, đến một cái lúc nào đó các bạn bắt đầu tìm hiểu nhau, 1 năm sau thì các bạn mới gặp nhau, mới có nhiều thời gian cho nhau hơn, hoặc người này về hẳn hoặc là như thế nào đó. Đấy, nó sẽ có những cái diễn tiến tiếp theo. Nhưng cái mà mình thấy ở đây là hai người sẽ nảy sinh tình cảm, sẽ yêu nhau, sẽ gắn bó với nhau đó, sẽ trao cho nhau những rất là nhiều tình yêu ở đây. Có điều là mình thấy rằng là có thể trong cái mối quan hệ này á, bởi vì nó có cái yếu tố liên quan đến khoảng cách về mặt địa lý, cho nên mình thấy là bạn sẽ cần, cả hai người đều cần rất nhiều cái sự dũng cảm để có thể tiến đến được với nhau. Có thể hai người đều thích nhau đấy, nhưng bởi cái khoảng cách địa lý nên cả hai cùng e dè về việc là không biết mình có thể đến với nhau hay không, có thể yêu nhau hay không, hay là có thể như thế nào đó với nhau hay không. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó sẽ cần rất là nhiều cái sự dũng cảm ở đây, cái sự quyết tâm ở đây để có thể đến được với nhau nhá. Mình thấy rằng là cái cuộc sống của các bạn nó đang đến cái hồi là nó đang đến một cái hồi là đang có những cái thay đổi rất là lớn, nó sắp xuất hiện và đang tới. Hiện tại thì nó đang thay đổi ở cái mức độ là năng lượng thôi, cho nên là nó sẽ từ từ ảnh hưởng về mặt vật chất của các bạn, tức là về mặt năng lượng nó đang thay đổi rồi, nhưng mà về mặt vật chất thì các bạn đợi thêm một chút nữa, các bạn sẽ thấy mọi thứ nó dần 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 thay đổi ở đây nhá. Những cái chuyện này á, các bạn có thể sẽ nghĩ là nó là cái chuyện không tưởng, nhưng mà rồi nó lại xảy ra theo đúng cái cách mà nó cần phải xảy ra ở đây đó. Nói chung là người này ở xa nhé, xa bạn hoặc là họ ở nước ngoài hay là gì gì đó ở đây, kiểu cũng không nghĩ là thích nhau hay là gì hết, chỉ là nói chuyện gì đấy với nhau vui vẻ, chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui này khác thôi, chứ không nghĩ xa hơn được kiểu như vậy. Nhưng mà đúng là các cụ có câu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kiểu kiểu như thế, rồi một ngày nào đấy nó vô tình nó bén thôi, thế nó cháy. Ok, thì đấy là số 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 1 à số 2, ta nói với số 3. Xin chào mọi người đến với tụ bài số 3, và đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là ai đang stalk bạn, ai đang theo dõi bạn trên mạng xã hội. Thì đối với cái tụ bài số 3 này này thì mình thấy rằng là cái người mà theo dõi bạn và stalk bạn trên mạng xã hội là một người nữ. Cái người này và bạn ấy trước kia có thể đã có những cái cãi vã hoặc là những cái xung đột nào đó, vì cái lý do nào đó có thể là các bạn ít liên lạc với nhau hoặc là không liên lạc với nhau nữa. Có những bạn ở đây nói với mình là có thể là bạn có cái mối quan hệ này nhưng mà các bạn đã block cái người này rồi, vậy thì tại sao họ xem được bạn? Họ rất là nhiều cách để có thể xem được bạn, đập click ảo hoặc là như thế nào đó, họ xem được bạn chẳng hạn, hoặc là cùng lắm là hai người có cãi vã nhau nhưng hai người không hủy kết bạn với nhau, thì cái người này hầu như ngày nào họ cũng vào họ xem, lúc nào họ cũng vào xem, lúc nào họ cũng nói chung là họ xem bạn rất là nhiều đó. Thì mình thấy là mình không biết là cái mối quan hệ giữa hai người là gì nhá, vì là ở đây sẽ có rất là nhiều dạng mối quan hệ, ví dụ như giữa bạn và họ là một mối tình bạn, thứ hai có thể là một mối quan hệ tình yêu, tình cảm lãng mạn gì đó. Đấy, thì cái đấy là tùy vào trường hợp của mỗi người nhá. Mình chỉ thấy là cái người này này,
họ thường xuyên stalk bạn trên mạng xã hội, họ làm cái điều đấy liên tục luôn, họ theo dõi liên tục luôn đó. Nhưng mà cái dư chấn từ cái việc cái mối quan hệ này đã có những cái sự xung đột cãi vã trong quá khứ ấy, nó vẫn còn khá là mạnh. Có thể là nó sẽ rơi vào hai trường hợp sau đây. Thứ nhất là bạn đã từng nói với họ rằng là bạn muốn làm hòa, hoặc là bạn có ngỏ ý gì đấy hay là nói chuyện gì đấy với họ về việc là làm hòa cái mối quan hệ này chẳng hạn. Thế nhưng mà cái người này say no. Trong trường hợp số 2 mà mình thấy là nó nhiều hơn ở trong cái câu chuyện này, đấy chính là có thể cái người này đã một vài lần đề nghị để giống như là làm bạn lại với bạn, để mà giống như là bắt đầu lại gì đó làm bạn, hoặc là tìm cái lý do, lý chấu gì đấy để nối lại cái mối quan hệ này chẳng hạn. Nhưng mà bạn thì triệt để say no ở đây. Chúng ta ở đây chúng ta có hai lá bài no luôn. Một lá bài no, một lá bài say no ở đây. Đó, bạn thấy cái người này họ đang cầm hoa đấy không? Người này quay đi không? Đó, một buổi chín tím chiều tà buồn man mác đó. Thì mình thấy rằng là có lý do để, mình không biết là ai say no ở đây, nhưng mà có lý do để cho cái mối quan hệ này nó bị say no như vậy. Có thể là cả hai người, một trong hai người hoặc cả hai người đều cảm thấy là cái mối quan hệ này nó rất là khó để có thể tiếp tục, vì cái dư chấn từ cái sự xung đột cũ, vì những cái sự cãi vã cũ ấy, nó vẫn còn. Và có thể là đứng giữa hai người hiện tại nó đang có một cái chướng ngại vật nào đó ở đây. Đó có thể là nỗi sợ hãi của ai đó, hoặc đó cũng có thể là cái cảm giác kiểu bị tổn thương rồi, nên là người ta không bao giờ người ta muốn kết nối lại để mà bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Đó, hoặc cũng có thể là cái câu chuyện này nó cũng đã diễn ra, diễn đi, diễn lại rất là nhiều lần rồi, là à đấy, cãi nhau xong rồi lại làm mảnh với nhau, xong rồi lại cãi nhau. Tức là bạn đã, bạn và họ, bạn hoặc họ, một trong hai người, hoặc mình nghĩ là về phía bạn, bạn đã quá chán với cái kịch bản này rồi. Bạn không muốn tiếp tục mọi thứ lại quay lại một cái guồng quay cũ nữa. Đó, và các bạn chỉ muốn có cho mình một cái khởi đầu mới thôi. Đấy, các bạn muốn có một mối quan hệ mới, những người bạn mới, lành mạnh hơn, tốt hơn, chứ không phải là suốt ngày cãi vã nhau hay là xung đột tranh chấp hay là gì đó. Đấy, một cái khởi đầu mới với một cái người mới, với một mối quan hệ mới, với những cái thứ mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn, phù hợp hơn với mình. Nhưng mà mình thấy rằng là cái người này á, thì họ giống như là họ lúc trước ấy, mình nói là lúc trước nha, có thể là cái người này họ không có khả năng kiểm soát về mặt cảm xúc. Tức là cái cảm xúc của họ nó rất là bấp bênh, lúc thì như thế này, lúc thì như thế kia. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là họ đã có cái sự thay đổi rồi. Họ đã có sự thay đổi rồi, họ đã biết làm chủ hơn về mặt cảm xúc của họ rồi. Họ đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn về mặt cảm xúc của họ rồi. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như bạn cảm thấy là bạn không muốn kết nối với cái người này thì ok, bạn cứ làm theo những gì mà bạn mong muốn thôi. Bởi vì không ai muốn đọc đi đọc lại hay là ngã đi ngã lại một chỗ cả. Cho dù cái người này đã thay đổi, nhưng chúng ta không biết được là họ thay đổi cái mức độ như thế nào, mọi thứ ra sao. Đối với bạn thì đã có những thứ nó đã xảy ra rồi, nó giống như một tờ giấy đã vò nát rồi. Chúng ta không thể nào mà phủi phẳng nó được như mà nó chưa có gì được. Đó, cho nên là mình thấy rằng là cái việc mà cả hai người, một trong hai người nói cái việc say no ở đây, tức là không muốn kết nối lại ở đây, nó cũng là một cái việc hết sức là hợp lý. Và không có cái gì, không có cái vấn đề gì ở đây cả. Chúng ta hướng đến tương lai, trong những chuyện trong quá khứ nó đã là chuyện của quá khứ rồi. Chúng ta học bài học từ quá khứ thôi, và chúng ta hướng đến tương lai với những cái mối quan hệ tốt hơn. Và thật ra thông qua cái mối quan hệ này, mỗi người chúng ta đều có cái sự phát triển hơn ấy, thì đấy cũng đã là một cái điều tốt rồi. Thế nhưng mà có thể trong cái sự phát triển đó, cái con đường phát triển sau này của cả hai sẽ không có nhau. Ok, duyên nó chỉ đến đấy thôi. Ok, thì đấy là số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye.